Thế giới từ xa xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là tối thứ tư, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2024. Và video của Shop Thế giới từ xa sẽ được phát đều đặn vào tối thứ tư, sáng thứ bảy, sáng chủ nhật hàng tuần. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và cùng lan tỏa một thú chơi tao nhã và văn minh, đó là sưu tầm ấm từ xa và thưởng thức các loại trà. Thưa quý vị, tối thứ tư tuần này sẽ là một video rất hay và rất đặc biệt. Video tổng hợp về 13 tác phẩm ấm từ xa đẹp, độc đáo, vâng, hiếm có, khó tìm. Và đặc điểm chung đó là cùng một chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn, lung hỏa biến bằng củi, vâng. Rất đẹp và độc đáo. Đặc biệt đối với chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn thì thưởng thức các loại trà đều rất là ngon vì tỷ lệ khoáng rất là cao, 70-80%. Và lần này Shop Thế giới từ xa nhập được một lô ấm khoảng 100 tác phẩm ấm từ xa. Quý vị không nghe nhầm đâu ạ, 100 tác phẩm ấm từ xa cùng chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn, lung hỏa biến. Vâng, có bao nhiêu tác phẩm đẹp ở Trung Quốc, Shop chúng tôi mang về hết Việt Nam. Và Shop sẽ dần dần giới thiệu đến quý vị và các bạn những chiếc ấm hoàng kim đoàn, chất đất tuyệt vời. Rất nhiều ạ. Vâng thưa quý vị, 100 tác phẩm như thế này thôi cùng chất đất hoàng kim đoàn, nhưng mà cũng rất nhanh thôi ạ. Vâng, chỉ 2-3 video là quý vị đã sở hữu hết. Không có mà để đến Tết đâu ạ. Bởi vì những chiếc ấm rất đẹp, quý vị và các bạn giao lưu cũng rất nhanh. Và chúng tôi xin phép được giới thiệu 13 tác phẩm ấm từ xa đẹp độc đáo vào tối thứ tư. Vâng thưa quý vị và các bạn, đầu tiên của cuốn video đó là một tác phẩm ấm từ xa và một cái dáng ấm từ xa rất thân quen đối với những người thưởng thức trà, nhưng lại rất hiếm gặp đối với những người sưu tầm ấm từ xa. Đó là chiếc ấm từ xa dáng ấm Dương Dũng, chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn, lung hỏa biến bằng củi. Và đương nhiên rồi, tỷ lệ khoáng 80-90%. Bên trong đây ạ. Nhiệt độ hỏa biến tạo thành một cái màu sắc phải nói là rất đẹp và ảo diệu. Vâng, chiếc ấm dáng Dương Dũng. Vì sao tôi lại nói là rất hiếm gặp đối với những người sưu tầm ấm từ xa? Vâng, dáng ấm này thì rất ít những tác phẩm ấm từ xa được làm, nhưng lại rất phổ biến đối với những chiếc ấm mà làm bằng sứ. Vâng, các loại dòng sứ bát tràng, gốm sứ chu đậu thì người ta làm cái dáng ấm này rất nhiều để uống các loại trà xanh, cái lá cây trà xanh ấy, hoặc là các cái loại nước khoáng, nước lọc, nước trắng. Vâng, một dáng ấm rất thân quen, dáng ấm Dương Dũng. Chiếc ấm mã số D115, dung tích 460ml. 460ml có nghĩa là gần bằng nửa lít nước, 500ml là nửa lít nước. Quý vị hãy xem phần lỗ lọc ạ. Vâng, lỗ lọc từ dưới lên cao, rất đặc trưng và là một tác phẩm rất đẹp để thưởng thức các loại trà. Và dung tích cũng rất to, 460ml, 1.280.000. Họa tiết đó là một bức tranh thủy mặc.
Đây là phần nhiệt độ lửa hỏa biến nung củi tạo thành. Phần chanh đây là chanh khắc trên bề mặt ấm từ xa. Công nghệ nung củi những chiếc ấm từ xa của Trung Hoa, người ta sẽ nung 4 lần nữa. Trong đó một lần nung củi để tạo thành những gam màu đen và những độ cháy trên bề mặt ấm. Đẹp không ạ? Một chiếc ấm phải nói là rất đẹp và ấn tượng. Không cần viết chữ gì cả, chỉ cần vẽ một bức tranh thủy mặc thôi. Đây là phần khắc chìm. Và tiếp theo, thưa quý vị, một tác phẩm kinh điển nhưng giá lại rất hợp lý và một chất đất phải nói là rất đẹp. Cách đây gần một tháng, shop chúng tôi cũng lên tác phẩm như thế này. Và có rất nhiều quý vị và các bạn có nhu cầu để sở hữu. Nhưng mà shop không có, chỉ có một tác phẩm. Và like, shop về tiếp. Vâng. Chiếc ấm từ xa dáng ấm mỹ nhân kiên. Chất đất nguyên khoáng, hồng bì long. Và hạt khoáng thô, rất to. Mặt bên phải là phần vẽ đắp nổi Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát với diện, vâng, với diện rất đẹp và thanh thoát. Phải nói những nghệ nhân tài hoa mới đắp được một cái bộ diện mặt đẹp thế này. Chiếc mũi rất thẳng và một đôi mắt rất đẹp. Chất đất thì rất đẹp rồi. Vâng. Chất đất nguyên khoáng hồng bì long, đất mộc, hạt khoáng rất to và lung ở nhiệt độ khoảng 1250 độ C, gần đến nhiệt độ hỏa biến. Cho nên là lên một cái gam màu đã khá là bóng. Và cái phần lúm lắp là hình tượng của Đức Phật A-di-đà. Một tác phẩm phải nói là rất đẹp. Dáng ấm cao, lọc 7 lỗ. D80 235 hưu 1.180.000 90.000 giảm 200 còn 990.000. Đặc biệt đối với tác phẩm này, quý vị có thể ghép với chiếc thuyền trà họa tiết hoa sen đây ạ, thì tạo thành một combo phải nói là quá đẹp và ấn tượng. Một tác phẩm rất đẹp. Thuyền trà 280.000 một chiếc, cùng chất đất nguyên khoáng hồng bì long, họa tiết là một cái bông hoa sen, đẹp không ạ? Vâng, hoa sen và Đức Phật phải nói là chuẩn bài luôn rồi. Vâng thưa, tiếp theo đó là 6 tác phẩm ấm từ xa cùng chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn lung hỏa biến. Chiếc ấm mã số D89, chiếc ấm dáng Tiếu Anh, lung hỏa biến ở nhiệt độ 1280 độ C. Và cái phần mặt bên phải đấy, có ánh lên cả một cái lớp men hỏa biến, bóng như là men sứ. Đây ạ. Chiếc ấm dáng Tiếu Anh, họa tiết trơn. D89 lọc 14 lỗ 330 mm 1180 giảm còn 980.000. Và chiếc ấm dáng thạch biểu, họa tiết là phần khắc một bức tranh thủy mặc, sau đó lung củi màu đen là do nhiệt độ và độ khói của củi tạo thành. Bên trái cũng vậy ạ. Bức tranh rất là đẹp, đơn giản. Nó đẹp ở cái sự đơn giản. Chiếc ấm dáng thạch biểu mã số D19 230 mm
1180 giảm 200. À xin lỗi quý vị, 1380 giảm 200 còn 1180. Lọc 9 lỗ. Và một tác phẩm. Vâng, một tác phẩm có tên là Chuông Thần. Tổng quát, cắt cái phần quai ấm, cắt cái phần vòi đi thì đúng là một chiếc chuông thần. Trên đất thì quá tuyệt vời rồi. Tác phẩm này có cái điểm rất ấn tượng bởi vì cái gam màu hồng trên ấm đấy ạ. Trông như gạch lon, vâng, rất đẹp và ấn tượng. Màu sắc hỏa biến tạo thành những mảng màu sáng và tối, đen và vàng. Có độ giáp của khóa thạch anh và sắt cháy trên bề mặt bên trái đấy ạ. Lọc 7 lỗ. D67 350 mm, 1.580.000 giảm 300 còn 1.280.000. Và một tác phẩm phải nói là rất ấn tượng tiếp. Chiếc ấm từ xa có tên là Long Quy. Long Quy là họa tiết của một cái con linh thú. Đầu thì là rồng và thân thì là của rùa. Vâng. Đây là một vật mà người ta chơi phong thủy, những người chơi phong thủy rất thích đặt cái vật này ở trên két bạc để chiêu giữ tài lộc và giữ tiền của cho gia chủ. Long Ly Quy Phượng là bốn con vật trong tứ linh. Bên trái là phần khắc chữ thư pháp chìm. Đây là phần khắc nhé quý vị nhé. Phải nói là một tác phẩm rất đẹp và kinh điển. Ấm rất to. D106 390 mm, 1.180.000. Phần núm nắp họa tiết của một chú rùa con. Bên trong đấy ạ. Lọc 9 lỗ. Bên trong ánh lên trông như là đồng ấy. Và một tác phẩm phải nói là đẹp, đơn giản, dễ dùng. Mã số D94. Chiếc ấm từ xa có tên rất hay, đó là trụ sở trúc. Họa tiết là những cành trúc ở phần núm lắp, ở phần quai ấm và ở phần vòi. Và dáng ấm trụ sở thì nước rất đẹp. Quý vị hãy cảm nhận chất đất. Đối với chất đất Hoàng Kim Đoàn thì thưởng thức các loại trà đều rất là ngon. Vâng. Họa tiết sơn thủy hữu tình. Bên trái là phần khắc chữ thư pháp chìm. Và dáng ấm trụ sở trúc lắp chìm. 270 mm, 1.180.000, mã số D94. Và một tác phẩm phải nói là rất đẹp và kinh điển. Chiếc ấm từ xa, dáng ấm Đức Trung cổ. Họa tiết đẹp không ạ? Vâng thưa quý vị, phần họa tiết rất ấn tượng. Đó là mặt bên phải là phần vẽ một cái tòa Hoàng Hạc Lâu. Bên trái là phần khắc chữ thư pháp. Tác phẩm có một cái tên rất hay,
đó là ngọa hổ tàng long. Vâng, lúm lắp là đắp hình tượng của một chú hổ và bên trong đây ạ là đắp một chú rồng, đắp xong người ta gắn vào là phần đáy ấm. Ngọa hổ tàng long lọc chín ô. D53 200 mil, 1.680.000 giảm 300 còn 1.380.000 của nghệ nhân Triệu Xảo Anh. Và một tác phẩm kinh điển nhưng lại giá rất bình dân. Vâng, đẹp không ạ? Chiếc ấm từ xa, dáng ấm Tây Thi như ý, trên đất nguyên khoáng Hoàng Thiêm Đoàn, lung hỏa biến bằng củi. Họa tiết mặt bên phải là phần khắc chìm một chú rồng, rất đẹp và uy lực. Bên trái là hình tượng hai cây gậy như ý đan xen vào nhau. Lúm lắp là đắp hình tượng của một chú kỳ lân và họa tiết rồng ở phần vòi ấm. Chiếc ấm lắp chìm rất đẹp và ấn tượng. D56 320 mil, 1.580.000 giảm 300 còn 1.280.000 bên trong đấy ạ. Trông như một tác phẩm làm bằng chất liệu bằng đồng. Vâng, chiếc này lọc 10 lỗ, một tác phẩm đẹp của một nghệ nhân nữ đẹp. Vâng, nghệ nhân nữ Quản Hải Yến. Và một tác phẩm phải nói là quý vị mong chờ nhất, chiếc ấm từ xa, dáng ấm Bán Nguyệt, họa tiết khắc Bát Nhã Tâm Kinh trên bề mặt ấm và họa tiết Đức Phật, những cái cánh hoa sen ở phần ấm. Điểm nhấn là phần hai chiếc gờ, phải nói rất đẹp và ấn tượng. Một cái màu sắc lung hỏa biến bằng củi rất đẹp và ấn tượng. Bên trong đây ạ, lọc đa khẩm ở dạng đơn giản. D70 190 mil, 1.790.000 giảm 200 201 còn 1580, ấn tượng ở phần đáy ấm. Đây là phần vẽ khắc, vâng, Đức Phật nghìn tay nghìn mắt, sau đó lung hỏa biến, cái màu sắc này bền vĩnh viễn, rất đẹp và ấn tượng, mang hơi hướng của nhà Phật. Vâng, tác phẩm mã số D70. Và chiếc ấm mã số D78, chiếc ấm từ xa, dáng ấm Châu Bàng, một dáng ấm rất khó làm với những cái điểm khứa trên bề mặt ấm, đắp lồi rất đều tay. Chiếc ấm lắp chìm lọc 7 lỗ. Chất đất rất đành. Vâng, bên đáy ấm ạ, một bức tranh thủy mặc phải nói rất đẹp, trông như là một tác phẩm nghệ thuật. 270 mil, 1.580.000 giảm 200 còn 1.380. Và cuối video
là một cặp đôi tác phẩm ấm từ xa đẹp độc đáo, cầm lắm rất dễ, trưng bày cũng rất đẹp bởi vì dáng ấm cao. Chiếc ấm mã số D55, dáng ấm song quyền hoàn long. Họa tiết đó là phần vẽ mặt bên phải là một chú rồng đang vờn mây rất đẹp. Bên trái là phần chữ thư pháp khắc chìm và ấn tượng ở cái phần đúm nắp. Một chữ ấm to, đất tốt. Vâng, lọc 14 lỗ. D55 360 mm, 1.580.000, giảm 200, còn 1.380.000. Cầm rất chắc chắn tay, chắc tay. Và tác phẩm mã số 13 trong cuốn video, tác phẩm cuối. Đây là một tác phẩm mỗi lần shop về được 1-2 tác phẩm, và về lần nào cũng lên nhanh và bay nhanh như trong một lốt nhạc. Chiếc ấm từ xa có một tên gọi rất hay. Vâng, chiếc ấm từ xa dáng ấm cấp trực có tên gọi là Long Mã Trường Thành. Mặt bên phải là phần khắc chìm một chú rồng, như cái phần đuôi rồng ấy lại là cái họa tiết của cái Vạn Lý Trường Thành, một cái công trình vĩ đại nhất trong lịch sử của Trung Hoa dưới thời đại triều đại nhà Tần Vương. Vâng, Vạn Lý Trường Thành đấy, cái phần đuôi rồng và thân rồng ấy thì chính là Vạn Lý Trường Thành, Long Mã Trường Thành. Bên trái là họa tiết của một chú ngựa đang phi lức kiệu trên Vạn Lý Trường Thành. Đây là phần vẽ khắc chìm, sau đó người ta lung hỏa biến để lấy màu sắc, trông đẹp như là một bức tranh 3D. Đối với dáng ấm cấp trực thì rất dễ cầm và sử dụng, đặc biệt cái phần vòi vót nhọn, dòng nước rất là đẹp. Và đây là tác phẩm mã số D54, của nghệ nhân Triệu Sảo Anh. Quý vị mà hợp nhãn tác phẩm nào ấy, thì chụp ảnh màn hình hoặc là đọc mã số gửi về shop ạ. Và chúng tôi không quay video từng ấm, không chụp ảnh thêm cho quý vị, bởi vì chúng tôi có rất nhiều tác phẩm và không có thời giờ để làm các cái việc đó. Chúng tôi quay video đã rất rõ ràng, mạch lạc, giới thiệu chi tiết từ trong ra ngoài rồi. Vâng, chiếc này lọc 14 lỗ, rất đẹp và ấn tượng bên trong đấy ạ. Phần đáy ấm. Vâng, D54 300 mm, 1680, giảm 300, còn 1380. Một tác phẩm mà rất nhiều quý vị và các bạn muốn sở hữu nhưng mà không có. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuốn video vào tối thứ tư tuần này sẽ là tổng hợp 13 tác phẩm ấm từ xa cùng chất đất nguyên khoáng Hoàng Kim Đoàn. Và trong đó có một tác phẩm phải nói rất đẹp và ấn tượng, chất đất nguyên khoáng Hồng Bì Long. Cảm ơn tất cả quý trà hữu đã xem video và đồng hành với shop Thế Giới Từ Xa. Quý vị nào mà chưa đăng ký kênh, xin vui lòng đăng ký kênh. Mọi tư vấn mua bán, giao dịch trao đổi, xin vui lòng điện thoại về số này 0917 828186. Đây cũng là số có Zalo của shop Thế Giới Từ Xa. Vâng, shop Thế Giới Từ Xa xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
ở những video tiếp theo. Vâng, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.